Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 tổ chức họp phiên thứ tư để xem xét, điều chỉnh lộ trình và triển khai một số nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, đến thời điểm này, 7 trên 7 đơn vị đã gửi đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 hoàn thiện về Sở Nội vụ và đang triển khai xây dựng tóm tắt đề án của từng cặp đơn vị hành chính cấp xã. Tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên đang được gấp rút thực hiện và cố gắng đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo yếu tố quy hoạch đô thị của Bảo Khê, Hoàng Hanh, Hùng Cường thuộc thành phố Hưng Yên, Xuân Dục, Hương Long thuộc thị xã Mỹ Hào. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Sở Tài chính đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt mua sắm dịch vụ tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên. Sở Nội vụ cũng báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh lộ trình triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, thống nhất lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Nhân dân cấp xã sẽ họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hội đồng Nhân dân cấp huyện họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 5 tháng 5 năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 25 tháng 5 năm 2024, trình Bộ Nội vụ trước ngày 1 tháng 6 năm 2024. Những ngày qua, lợi dụng thời tiết ẩm ướt mưa phùn kéo dài, một số doanh nghiệp nằm trên trục đường trung tâm xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào đã xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại tuyến mương thoát nước tại dự án sản xuất và đóng gói phân bón NPK của công ty cổ phần đầu tư Quỳnh Trang những ngày cuối tuần vừa qua. Cả một đoạn mương dài hàng trăm mét, nước đã bị bao phủ một màu trắng đục. Tình trạng trên diễn ra đã lâu và người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri cũng như cấp chính quyền cơ sở, ngành chức năng thị xã, nhưng việc xả thải vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truyền thông về kỹ năng tự bảo vệ phòng chống bỏng, đuối nước, cứu nạn cho hơn 600 học sinh trường tiểu học xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Tại Hưng Yên, trung bình mỗi năm có hàng trăm trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có khoảng 30 trẻ em bị tử vong. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh có 40 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng và ngạt thở, hóc nghẹn chiếm tỷ lệ cao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do môi trường sống không an toàn, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Thương tích trẻ em, nhận thức, kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích nói chung, nhất là kiến thức về phòng cháy chữa cháy và đuối nước nói riêng còn hạn chế. Các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng tránh và do sự chủ quan, lơ là của người lớn và bản thân. Thông qua buổi tuyên truyền, giúp các em nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng phòng chống cháy bỏng, đuối nước, điện giật và thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, biết cách vận dụng kiến thức đã được thầy cô và báo cáo viên trang bị vào thực tế cuộc sống để tự bảo vệ mình, phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ yếu được thanh toán khi bệnh nhân hoàn thành đợt khám điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện có 5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội, đó là: 1. Khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 2. Khám chữa bệnh không trình đủ thủ tục quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế. 3. Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 4. Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế. 5. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Vì vậy, cần lưu ý kỹ những nội dung liên quan. Theo đó, có một lưu ý khi đăng ký thi. Đó là: thứ nhất, thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy chế mới và lưu ý phần trách nhiệm của thí sinh khi dự thi. thứ hai, thí sinh cần chủ động ôn tập bám sát nội dung được dạy ở trường và sách giáo khoa. Thứ ba, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đăng ký thi 4 bài trong tổng số 5 bài thi của kỳ thi này. Thứ tư, mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản phục vụ việc đăng ký dự thi và xét tuyển. Thí sinh cần bảo mật tài khoản này để đảm bảo không bị người khác truy cập sửa chữa thông tin của mình. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, các địa phương khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, xây dựng đường gom hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Vào khoảng 15 giờ chiều nay, tại đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, xảy ra vụ tự nạn làm một người tử vong tại chỗ. Vào thời gian trên, xe mô tô mang biển kiểm soát 89B2-16818 do một nam thanh niên sinh năm 1994 điều khiển theo hướng từ thành phố Hưng Yên đi huyện Kim Động. Khi đến địa phận gần cầu vượt Cộng Vũ đã tự nạn, nạn nhân tử vong tại chỗ. Những ngày gần đây thời tiết ở miền Bắc mưa đồm, đường chân trượt nên khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện nên thận trọng, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã lập kỷ lục về độ nóng cảm nhận sau khi khu vực phía tây thành phố ghi nhận mức nhiệt lên tới 62,3 độ C vào sáng qua theo giờ địa phương. Cụ thể, khu vực Guaratiba ở phía tây Rio de Janeiro đã ghi nhận mức nhiệt cảm nhận lên tới 62,3 độ C, con số kỷ lục đo được kể từ khi hệ thống cảnh báo thời tiết của thành phố bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Để ứng phó với thời tiết nóng bức khắc nghiệt, người dân đổ ra các bãi biển và hồ bơi để giải nhiệt. Guaratiba có nhiệt độ cao vì gần biển và chịu ảnh hưởng của gió bắc nóng. Nhiệt độ cảm nhận là chỉ số đo sự nóng bức được tính toán kết hợp với nhiệt độ, độ ẩm tương đối. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối càng cao, mức độ cảm nhận sự nóng bức càng tăng. Trong lễ hội sông lần thứ 8 diễn ra tại tỉnh Siem Reap cuối tuần qua, Campuchia đã chính thức khởi động chiến dịch du lịch Siem Reap 2024 nhằm thu hút thêm nhiều du khách tới tham quan công viên khảo cổ Angkor, điểm đến du lịch nổi tiếng nằm trong danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Phát biểu tại sự kiện với sự tham dự của hàng nghìn người, Thủ tướng Campuchia, ông Samdech Hun Manet cho biết, chiến dịch du lịch Siem Reap 2024 sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch tại tỉnh Siem Reap nói riêng và Campuchia nói chung. Ông Hun Manet kêu gọi tất cả các bên liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy du lịch tại tỉnh Siem Reap thông qua thực hiện thành công chiến dịch du lịch Siem Reap 2024. Tỉnh Siem Reap được xác định là một trong 5 trục kinh tế đa ngành quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, nhờ sức hút tiềm năng từ công viên khảo cổ Angkor. Do đó, Siem Reap được chọn là nơi tổ chức lễ hội sông từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 3 với chủ đề Những dòng sông vì hòa bình và phát triển. Một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội năm nay là nghi lễ thả cá và dạo thuyền thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ sông. Trong đó, nghi thức thả cá giống tượng trưng cho tinh thần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các dòng sông. Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho biết hoa anh đào ở thủ đô Tokyo sẽ nở từ ngày 21 tháng 3 và nở rộ một tuần sau đó. Như vậy, mùa hoa anh đào năm nay ở Nhật Bản được cho là nở sớm hơn 3 ngày so với thường lệ. Thông báo cũng cho biết, hoa anh đào cũng dự kiến sẽ nở vào ngày 20 tháng 3 tại Nagoya và Fukuoka. Theo đó, thời điểm hoa nở đẹp nhất tại đây lần lượt rơi vào ngày 29 và 30 tháng 3. Dự báo của Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cũng cho biết, hoa anh đào sẽ nở vào ngày 23 tháng 3 tại Osaka và nở rộ vào ngày 31 tháng 3. Tại thành phố Sendai ở đông bắc Nhật Bản, hoa nở nụ vào ngày 31 tháng 3 và đẹp nhất là vào ngày 3 tháng 4. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ ở thủ đô Tokyo vào ngày 13 tháng 3 ở mức 13,7 độ C. Theo kết quả khảo sát gần đây, phần đông người dân Nhật Bản sẽ thắt chặt chi tiêu trong mùa lễ hội hoa anh đào do áp lực của lạm phát. Đây là lễ hội thường niên nổi tiếng tại Nhật Bản. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.